đang là giảng viên Đại học Hà Nội, cũng không phải là người yêu thích mèo từ nhỏ. Thế nhưng, anh Nguyễn Hoàng Linh, 35 tuổi, giờ đây lại sở hữu một trang trại mini với hơn 10 chú mèo xinh xắn. Ngoài công việc giảng dạy, anh Linh dành thời gian cho việc chăm sóc, nhân giống mèo. Mình là Nguyễn Hoàng Linh, đang là giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội. Bé mèo đầu tiên về nhà mình 2018. Hiện tại thì mình sở hữu 11 bé. Giống mà mình nuôi tên là Ragdoll, một giống mèo ở Mỹ, có tính cách rất hài hòa và trầm lặng. Đặc trưng lớn nhất trong ngoại hình đó là bé có một màu poi, tức là bộ lông sẽ chỉ hiện màu ở các cái điểm đầu mút như là mũi này, đỉnh tai này hoặc là bàn chân. Trung bình Ragdoll có thể sống khoảng 12 năm. Mèo Ragdoll có một đặc điểm khá là khó cho việc nhân giống, đó là phát triển chậm. Trong những năm tháng đầu đời, để nhìn ra được những cái nét cũng như là những hướng phát triển của bé Ragdoll thì tương đối là khó, vì các bé sẽ không phát triển hết. Mình sẽ test để lựa chọn để làm sao cho các bé mèo sinh ra đều không có cái nguồn gen bệnh di truyền. Thứ hai nữa là cái nguồn gen màu. Hướng phát triển của trại là mình muốn tạo ra những bé mèo màu lilac, màu phớt hồng, và để tạo ra màu phớt hồng chúng ta cần một cặp gen mang màu sô cô la và màu pha. Những cái gen đó là gen lặng, sau đó là để tiết kiệm thời gian công thức mình sẽ test. Hơn 4 năm trước, sau khi đỡ đẻ cho chú mèo đầu tiên, anh Linh đã tìm tòi, học hỏi và lấy được tấm bằng nhân giống mèo tại Pháp. Giống mèo anh Linh chọn nuôi là Ragdoll, những chú mèo có bộ lông trắng mút. Những chú mèo có đôi mắt xanh đặc trưng, tùy thuộc vào từng cá thể, màu xanh có thể đậm hoặc nhạt hơn. Điểm đặc biệt nữa là đốm màu của giống mèo này xuất hiện ở mũi, tai, tạo nên điểm nhấn đặc trưng. Mèo Ragdoll mặc dù khá dễ tính, hiền lành, thế nhưng ngoài điều kiện sinh sống, việc chăm sóc tinh thần cho chúng cũng không đơn giản. Để thỏa mãn niềm đam mê, anh Linh đã mang những chú mèo của mình dự thi rất nhiều giải tại Pháp, nơi anh định cư trước đó. Sushi là chú mèo giành được nhiều giải thưởng nhất của anh. Sau khi từ Pháp về Việt Nam, anh cũng mang những chú mèo dự nhiều show và giành nhiều giải thưởng. Mình bắt đầu từ một con giống đầu tiên là bé Sushi. Trước khi mang nhân giống thì mình mang đi các cái cuộc thi mèo để hiểu hơn về đặc trưng, hình thể cũng như là về gen. Thì Sushi đến nay là khoảng tuổi rưỡi, chiến binh khá là nổi tiếng tại miền Nam nước Pháp. Sushi đã từng đạt các danh hiệu lớn như là Best in Show trong các hạng tuổi như là Kitten, Junior, mèo trưởng thành. Sushi là bé mèo có thân hình rất là dài, to khỏe, khuôn mặt cân đối, hình thai hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt màu xanh nước biển. Hiện tại là mình duy trì sinh sản 1 năm một lần và mình sẽ có khoảng 1 năm 3 lứa, tạo ra được khoảng 10 đến 15 bé mèo. Anh cũng đã tổ chức một số show dành cho mèo tại Việt Nam để gây dựng một cộng đồng nuôi mèo, nhân giống mèo. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội trong việc bảo tồn phúc lợi cho động vật nói chung và loài mèo nói riêng.